Vâng, xin chào các anh em yêu âm thanh và đam mê ca hát đã quay trở lại với trung tâm điện tử Cẩm Hoa. Vâng, trước mặt toàn thể các anh em, đây là một cặp loa 3G audio hàng bãi xịn có mã số VFF15. Vâng, trung tâm đang test chất âm theo yêu cầu của em Nguyễn Công Chiến ở tỉnh Bến Tre. Vâng, em Nguyễn Công Chiến yêu cầu bên trung tâm test một cặp loa 3G audio hàng bãi xịn, được sử dụng một chiếc loa bass 40 và một chiếc kèn. Vâng, em Chiến có nhu cầu sử dụng thêm một cặp 3G audio hàng bãi xịn để em đi làm sự kiện ở trong tỉnh Bến Tre. Và đây là một cặp loa bãi. Đây là một cặp loa bãi xịn 100%, còn zin nguyên luôn. Vâng, 3G audio VFF15. Vâng, mỗi quả loa là 350W, loa trở kháng 8 ohm, độ nhạy của dòng loa 3G audio VFF15 là 98 dB. Vâng, 3G audio. Vâng, với dòng loa bãi 3G audio thì với dòng cặp loa này thì còn tương đối, vâng, tương đối là chất lượng cũng như là về mặt hình thức. Các em đam mê âm thanh và yêu ca hát trên khắp mọi miền Tổ quốc có nhu cầu sử dụng một cặp loa 3G audio và hàng bãi xịn còn zin nguyên có mã số VFF15, và xin hãy liên hệ cho trung tâm điện tử Cẩm Hoa theo hai số máy 0918249265 và 0974637646. Điện tử Cẩm Hoa giao hàng toàn quốc. Vâng, địa chỉ của trung tâm điện tử Cẩm Hoa, thị trấn Lê Lợi, Chí Linh, Hải Dương.
Chiến. Vâng, chào.